Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Tiếp tục như video ngày hôm trước, mình có chia sẻ với các bạn về một cái video chạy giả lập, chạy chữ LED trên màn hình điện thoại. Thì cái phần mềm hôm trước ấy, thì nó không có được chạy, được tạo những hình icon vui nhộn. Thì có một số bạn thì sau khi xem video của mình thì muốn mình làm cái video có cái phần mềm nào có thể chạy được icon thì giới thiệu các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái phần mềm cũng chạy LED giả lập nhưng mà nó khá là đẹp và hay hơn cái ứng dụng trước rất là nhiều các bạn nhé. Thì đầu tiên thì các bạn chạy vào trên Share Play. Trên Share Play thì các bạn chỉ cần gõ LED thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái phần mềm có thể chạy cái ứng dụng theo cái nhu cầu tìm kiếm của bạn. Tuy nhiên thì mình đã thử rất là nhiều cái phần mềm thì mình thấy cái phần mềm hiển thị điện tử này nó sẽ rất là hay và sẽ rất là phù hợp với mục đích sử dụng của bạn. Ví dụ như mình nói đơn cử rằng là nó không hiện quá nhiều quảng cáo là thứ nhất. Với thứ hai là nó cho phép bạn chạy những icon rất là đẹp. Đây, ví dụ như các bạn đang nhìn thấy ở đây thì nó mình đang gõ chữ là người yêu cũ của bạn trở mặt. Đó, nó có hình hai trái tim. Và khi bất kỳ bạn gõ cái gì icon cũng được. Đây, ví dụ như mình gõ một cái môi này. Đó thì nó cũng hiện lên. Thì ở cái trên cái công cụ này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Khi các bạn tải về, chúng ta bạn ấy cài đặt bình thường. Các bạn nhìn ở trên màn hình này thì nó có mũi tên chỉ sang bên trái. Thì tức là cái dòng chữ của chúng ta sẽ chạy từ phải qua trái. Và nếu như chúng ta kích vào cái mũi tên bên phải thì dòng chữ của chúng ta sẽ chạy ngược từ trái qua phải. Và shift top là dừng lại rồi. Dấu trừ này chính là giảm nhỏ cái dòng chữ. Đó, các bạn muốn giảm nhỏ dòng chữ. Dấu cộng thì đương nhiên nó cũng là tăng cái kích thước của cỡ chữ. Rồi text color nó chính là cái màu của dòng chữ. Base color thì nó chính là cái màu phông các bạn nhé. Đó, thì nó chỉ là cái màu phông thôi. Print này thì các bạn biết rằng là nó cho cái các bạn tùy chọn hiển thị nhấp nháy, kích vào để tắt. Ở cái thanh màu vàng này thì nó là nhanh, ở chuyển động chữ nhanh hay chậm. Các bạn cho nhanh hay chậm thì các bạn sẽ tùy chỉnh vào cái thanh công cụ này. Thì ở đây chúng ta sẽ nên chỉ để ở giữa thôi, cho nó chạy ở mức vừa phải. Sau đó khi gõ chữ xong thì các bạn ấn Start. Lập tức thì màn hình của chúng ta sẽ được quay ngang. Đó, các bạn thấy không? Đó, khi chúng ta ấn Start thì khi như cái video trước ấy, thì chúng ta trong đi khi đi sinh nhật ấy, mà khi tắt điện mà chúng ta có dòng chữ này chạy trên điện thoại rất là đẹp, rất là cá tính luôn các bạn nhé. Thì trên đây là vừa rồi video mình hướng dẫn các bạn cách tải một cái phần mềm chạy LED trên màn hình điện thoại rất là hay. Đó, các bạn nhìn thấy ở cái phần quảng cáo nó cũng có. Đương nhiên thì những cái phần mềm cũng miễn phí thì nó nên có quảng cáo rồi. Tuy nhiên thì ở đây thì nó chỉ ở phần phía đáy của điện thoại thôi, nó không quá là ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của bạn. Rồi, ở video của ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với các bạn một cái phần mềm chạy chữ LED trên màn hình điện thoại có chạy được icon, thay thế cho video lần trước mình chia sẻ với các bạn không chạy được icon các bạn nhé. Thôi, video của mình chia sẻ với các bạn đến hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.